một giáo viên đang bước những bước đi trao đảo, trên tay vẫn cầm chiếc vòng Phật. Hai người học sinh nam chạy đến đỡ cô giáo rồi cố ý kéo cô về phía ánh nắng. Đột nhiên lúc này cơ thể cô bắt đầu có những vết rạn nứt, những vết ửng đỏ và bất chợt bốc cháy dữ dội. Chớ trêu thay, các học sinh xung quanh khi nhìn thấy lại không hề sợ hãi, chúng còn lấy điện thoại ra quay lại. Từng ánh đèn flash không ngừng bật lên sáng rực cả một khung trời. Người giáo viên xấu số này cứ thế bất lực rồi cháy rụi thành tro trước sự vô tâm của hàng trăm con mắt đang hướng về mình. Chuyện gì đã xảy ra với cô, tại sao lại tự dưng bốc cháy như vậy? Câu chuyện bắt đầu từ khi Lâm Thư Vĩ, cậu học sinh ưu tú nhưng lại bị mọi người vu oan rằng bản thân đã lấy cắp tiền quỹ lớp. Bọn trẻ ném giấy vào mặt cậu muốn cậu cởi giày để kiểm tra. Cậu uất ức nhìn sang phía giáo viên nhưng chẳng có một sự giúp đỡ nào. Cô giáo cũng đồng tình với quan điểm như mọi người và bắt cậu tự cởi giày để xem xét. Trước sự uy hiếp về mặt tinh thần, cậu đành phải cởi giày ra rồi đưa lên hai tay để chứng minh sự trong sạch của mình. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, bọn họ lại bắt cậu cởi quần vì nghĩ rằng cậu giấu tiền ở bên trong. Cậu vì sĩ diện của bản thân mà kiên quyết không đồng ý nên đã trở thành một cậu học sinh với biệt danh là trộm vặt. Để chứng minh bản thân trong sạch, cậu đã tìm gặp đám bạn chê cười mình và đối chất. Ai ngờ lại bị bọn họ đánh bầm dập, trói dây vào cổ và suýt nữa bị chọc mù cả mắt. May mắn thay, cậu là một người thông minh nên đã ghi âm lại những lời nói tàn bạo của nhóm người rồi mở cho giáo viên chủ nhiệm nghe. Thế nhưng cô lại nở một nụ cười thân thiện vờ như mình không nghe thấy gì rồi dặn Lâm Thư Vĩ phải hòa đồng với tất cả các bạn. Sau đó cô đưa cậu về lớp rồi bảo cậu xin lỗi các bạn, sắp cho cậu cùng với bốn người bọn họ cùng chăm sóc những người già neo đơn trong một căn nhà nhỏ nhằm mục đích tìm cách hòa nhập với bọn họ. Sáng hôm sau, cậu cùng đám người đó đến viện dưỡng lão. Cậu vô cùng ngỡ ngàng trước những hành động hèn hạ của bọn chúng. Chúng bắt người già ăn cơm qua song sắt, trêu đùa trước những miếng cơm của họ, biến họ trở thành những thú vui tiêu khiển, quả thật rất độc ác. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn ép một cụ già chụp ảnh thờ chung với đám người bọn họ, khiêng hai ông cụ lên rồi để họ tự chiến đấu với nhau. Sau đó chúng sang phòng bên cạnh của một cựu chiến binh và bắt đầu lục lọi. Bất chợt chúng tìm được một hộp bí ẩn khóa bằng dây xích nằm dưới gầm giường. Bọn họ đều cho rằng bên trong giấu vàng thỏi nên đã hẹn nhau buổi tối sẽ quay lại đây để ăn trộm. Đêm đó như đã hẹn từ trước, chúng quay trở lại rồi mau chóng mang chiếc hộp đi. Bọn họ lúc này người thì mang sẵn, người lại mang búa và máy khò lửa theo. Chúng tiến đến chuẩn bị phá cửa xông vào thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Trong đêm tối, ông cụ vẫn ngồi sừng sững như người chết ở đấy. Ba người họ vẫn đang cố gắng mở chiếc hộp ra, còn Lâm Thư Vĩ thì ra phía ngoài cánh cửa. Bất chợt ông cụ từ đâu đã đứng ngay sau lưng làm cậu một phen hú vía. Sau một hồi vật lộn với sợi dây xích, cuối cùng cả bọn cũng mang được chiếc hộp kia ra. Bất chợt phía ngoài hành lang họ nhìn thấy có hai con quái vật đang ăn thịt sống. Cả đám cứ thế ai nấy đều vắt chân lên cổ mà chạy. Quái vật càng ngày càng tiến lại gần mà gầm rú đuổi theo bọn họ. Ngay khi bốn người bọn họ chuẩn bị chạy ra khỏi con hẻm thì quái vật đã đứng đó chặn đường từ trước. Thế nhưng nó lại bị chiếc ô tô đâm trúng chết ngay tại chỗ. Tài xế ô tô vì quá sợ hãi nên đã phóng xe bỏ chạy. Bốn người bọn họ đứng lại bàng hoàng thật lâu rồi chạy ra xem thế nào. Bất chợt phát hiện quái vật không hề chết đi mà nó nhảy dựng lên ôm lấy một người trong đám bạn. Và thời khắc quan trọng ấy, Đoàn Nhân Hào trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cậu ta giơ sẻng lên hạ một nhát vào đầu của quái vật và rồi nó nằm lăn ra đất. Lâm Thư Vĩ thấy vậy liền hét toáng lên bảo bọn họ hãy chạy trốn ngay đi. Nhưng hình như không kịp nữa rồi, toàn bộ sự việc trên đã bị camera ghi lại. Cậu ta liền bình tĩnh bắt con quái vật đến căn cứ bí mật của mình. Sáng hôm sau, cả bọn cùng nhau bàn cách làm thế nào để có thể xử lý được thi thể này. Chưa kịp tìm ra được đáp án thì con quái vật này đã hồi phục trở lại. Nó đứng dậy uốn cong người rồi tiến đến gần bốn cậu học sinh. Bọn họ run rẩy sợ sệt lùi vào trong góc không dám làm gì. Đột nhiên một vệt ánh sáng từ đâu chiếu lên chân của quái vật khiến nó hoảng loạn mà hét lên rồi nhảy dựng trèo lên cây cột bên cạnh. Bọn họ lúc này mới vỡ lẽ và biết được con quái vật sợ ánh sáng nên đã liên tục dùng ánh mặt trời hắt qua tấm gương để chiếu sáng lên con quái vật. Nó lúc này sợ hãi nhảy hết từ chỗ này sang chỗ khác để trốn, thậm chí còn chui rụt cổ vào trong một thùng bìa cắt tông. Là một người vô nhân tính luôn đam mê trêu chọc mọi người, Đoàn Nhân Hào đã trói con quái vật vào một cái cột rồi bắt đầu tra tấn nó bằng nhiều cách dã man khác nhau. Đầu tiên là nhổ răng bằng kìm nung nóng rồi lấy đó xâu hạt cườm, dùng đinh thép làm khẩu trang cho nó. Mỗi lần như thế, yêu quái hét gầm lên vì đau đớn, từng giọt máu cứ thế chảy mãi không ngừng. Ở ngôi nhà hoang ấy, quái vật chị cô đơn, nước mắt cứ chảy mãi không ngớt, khóc thương vì chẳng biết đứa em của mình đã trôi giạt về đâu. Nó điên cuồng chạy khắp muôn nơi rồi chạy vào trong căn phòng của người cựu chiến binh và bị ông ta chém một nhát bay ra khỏi cửa sổ. Phía bên này, nhóm học sinh vẫn đang làm những trò lố lăng để trêu đùa con quái vật đáng sợ ấy. Bọn chúng người thì cầm thánh giá lên tụng kinh thánh, người thì phun nước trừ tà, người lại giơ ngón giữa nhặt nhẽo lên, nhưng rồi rốt cuộc cũng chẳng thay đổi được điều gì. Không sợ bạc, không sợ kinh thánh, cũng không sợ ngón giữa, vậy con quái vật này rõ ràng không phải ma cà rồng, chẳng phải cương thi và tất nhiên nó chẳng thể là con người. Hôm sau, vì sự tò mò, cậu lên mạng tìm tài liệu và tìm được lai lịch của nó từ một tờ báo cũ. Hóa ra nó và một con quái vật khác là hai chị em ruột, truyền nhân của một gia tộc nghệ thuật. Mười mấy năm trước, cả gia tộc bị kẻ thù truy sát không còn một ai. Hai chị em này cũng đã bị kẻ thù cho uống thuốc độc nên đã trở thành quái vật sợ ánh sáng như bây giờ.
Suốt mấy ngày hôm nay nhóm người bọn họ vẫn đang ở căn cứ nhốt quái vật em. Họ lại tiếp tục giở chiêu trò cũ dùng gương và đèn pin để phản chiếu vào gương mặt của nó. Điều đáng nói là quái vật đã gần 10 ngày không ăn gì. Đoàn Nhân Hào sợ món đồ chơi của mình sẽ chết nên đã nghĩ ra một cách vô nhân tính. Hắn đè Lâm Thư Vĩ ra để lấy máu, xem cách lấy từ một video vô danh trên YouTube mà bọn trẻ cho rằng là đúng nhất. Bắt đầu mở mồm quái vật ra rồi cứ thế bắn những tia máu ít ỏi vào mặt nó. Quái vật gào lên trong sự thèm khát nhưng lại vô cùng đau đớn. Bọn chúng đêm ngày bay lắc ở căn cứ bí mật ấy, trêu đùa con quái vật như một thú vui tao nhã hàng ngày. Bọn chúng hóa trang trên gương mặt mình như ngày hội Halloween rồi chạy nhảy xung quanh. Đêm hôm ấy Lâm Thư Vĩ vừa cho quái vật hút máu từ chính cánh tay của cậu, rồi tâm sự cho nó hiểu về tấm lòng của mình. Sáng hôm sau Lâm Thư Vĩ cũng đến lớp như bao lần, nhưng hôm nay trong lúc cậu vừa đứng dậy chào giáo viên thì có một bạn học khác đã lén nút hại cậu. Đứa bạn đã làm hỏng ghế khiến cậu vừa ngồi một phát đã ngã lăn đùng ra xuống sàn. Thấy thế học sinh trong lớp cười vang cả lớp học. Ngay lúc này Đoàn Nhân Hào bất chợt cười to một mình rồi bước đến như một người anh em chí cốt, nhặt lên một chiếc chân ghế và đánh cậu bạn đã chơi trò ác nhân này với Lâm Thư Vĩ. Cậu đánh 7-8 cái liên tục trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Cô giáo tức giận bảo cậu ta dừng lại thì mới nương tay. Ngày hôm sau phụ huynh của học sinh bị đánh giận dữ xông đến tìm Đoàn Nhân Hào để giải quyết. Thế nhưng câu chuyện này có hề hấn gì với một người làm mọi thứ bất chấp tất cả như cậu ta. Cậu ta cứ cười đùa trêu chọc cô giáo và mọi người. Giáo viên chủ nhiệm không nhịn được nữa bèn bước đến tát thẳng tay vào mặt và nói rằng cậu không được phỉ báng Phật pháp. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Cô giáo liên tục hét lớn còn bảo rằng cậu ta là phế vật và đó cũng là cú chốt hạ để cậu ta nghiêm túc trở lại. Cô giáo còn quay đầu chế giễu Đoàn Nhân Hào rằng cậu có một người cha đang ngồi tù. Hư hỏng như vậy đều là do bố cậu ta cũng thuộc dạng là những thành phần cặn bã của xã hội. Nghe vậy thì vô cùng oán hận không dám đánh giáo viên mà nuốt hết cơn giận dữ của mình vào trong. Về nhà cậu chốt hết tất cả mọi bực tức lên người quái vật. Cậu đánh đập dã man liên tục nện những đòn roi vào người khiến nó chảy cả máu đen. Máu cứ thế chảy ra sàn thành từng dòng dài và rồi bắt gặp ánh nắng mặt trời thì lập tức bốc cháy. Đoàn Nhân Hào nhanh trí nghĩ ra một cách hay để trả thù giáo viên chủ nhiệm của mình. Thế là cậu đổ một ít máu của quái vật vào trong cốc nước của cô giáo. Trưa hôm ấy trong lúc đang xem đại hội thể thao cô giáo bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, dường như có con gì đấy đang trườn qua mắt của cô trông rất đáng sợ. Hơn thế sau khi cô giáo đứng dậy máu đen cứ tuôn ra mãi không thôi, thầy giáo bên cạnh dìu cô bước ra. Đoàn Nhân Hào chạy đến cố tình dẫn cô ra chỗ có ánh nắng và rồi cơ thể cô giáo đột nhiên bốc cháy lên dữ dội. Tối hôm đó báo chí đưa tin rằng một cô giáo đột nhiên phụt ra nhiều máu. Ngay sau đó toàn thân bốc cháy dữ dội rồi tử vong ngay tại chỗ. Quái vật chị trong lúc đang tiêu diệt mục tiêu thì bất ngờ nghe được tin đấy rồi nổi cơn thịnh nộ. Hôm sau nó nhanh chóng đến tìm chiếc xe buýt chở học sinh. Trên chiếc xe đang tan học về tiếng cười nói vừa rôm rả thì đột nhiên phanh gấp. Tài xế mắng mỏ bảo rằng người phía trước muốn chết ư. Thế nhưng nào ngờ được rằng quái vật chị lại bước loạn choạng lên giết luôn cả tài xế. Lúc này học sinh mới nhận thức được vấn đề lo sợ chạy toán loạn cả lên. Nhưng cửa xe bây giờ lại bị con quái vật kia khóa chặt rồi và không thể nào mở ra được. Chiếc xe buýt nhốn nháo hết cả lên, hét ầm ĩ vang cả một khoảng trời trong đêm tối, máu chảy như thác từ trên xe đổ xuống. Duy chỉ có cô bạn gái của Đoàn Nhân Hào vẫn ngồi bình tĩnh chụp ảnh quái vật chị. Nó tìm thấy trên người cô có sợi dây chuyền làm bằng răng của em gái mình, thế là quái vật chị giết luôn cô bé. Người chị tiếp tục đến lớp học của ngôi trường ấy rồi tàn sát hết từng lớp học một trong sự đau khổ và tuyệt vọng. Trong khi đó ở căn cứ bí mật của Đoàn Nhân Hào, hắn ta càng nhổ răng của quái vật bao nhiêu thì Lâm Thư Vĩ lại truyền máu cho quái vật trong sự bất lực bấy nhiêu. Để tiêu diệt người chị quái vật lợi hại ấy, bọn họ đã lên một kế hoạch vô cùng cẩn thận. Đầu tiên là dùng máu của quái vật em vẽ những đường mũi tên chỉ dẫn đường đến căn cứ bí mật, sau đó khóa căn cứ lại đợi người chị đến sẽ đổ xăng vào châm lửa lên đốt. Xông lên trước đóng cửa là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Tất nhiên Lâm Thư Vĩ không muốn giết hại hai chị em quái vật bọn họ nên đã bí mật mở một ô cửa sổ đợi sau khi lửa châm lên thì hai chị em có thể tẩu thoát bằng con đường ấy. Rạng sáng hôm đó cuối cùng người chị quái vật cũng tìm đến được địa điểm như suy đoán của bọn họ. Ba người trốn vào một góc để theo dõi diễn biến của sự việc. Riêng chỉ có Lâm Thư Vĩ trong thời khắc quan trọng ấy đã chui vào tự nhốt mình ở trong phòng. Thì ra là cậu ta đã chịu đựng đủ những ngày tháng bị bắt nạt và hôm nay là dịp để cậu báo thù cho tất cả. Sau một hồi Đoàn Nhân Hào và hai người khác đã bị quái vật giết, máu cứ thế chảy ròng ròng qua khe cửa. Lâm Thư Vĩ nhìn thấy thế và biết mình đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc nên đã vội vàng chạy đến cởi trói cho quái vật em. Chớ trêu thay, chưa kịp cởi trói xong cho người em thì người chị đã phá được cửa và xông vào và đánh bay Lâm Thư Vĩ. Cậu ta vội vàng trèo lên trên mở cửa sổ, ánh sáng chiếu vào trong và mục tiêu chính là quái vật em đang bị thiêu đốt bởi ánh nắng. Người chị vội vã chạy đến che chắn cho em gái của mình nhưng tình chị em có sâu đậm đến đâu cũng không ngăn chặn được ngọn lửa đang rực cháy. Hai chị em quái vật lúc này ôm chặt lấy nhau, lửa cứ thế cháy mãi và rồi cũng thiêu đốt họ thành tro. Cuối cùng sau khi trở lại trường học cứ tưởng rằng là mình sẽ có một cuộc sống bình yên, nhưng những người bạn vẫn ngựa quen đường cũ cứ thế bắt nạt cậu. Cậu đi trong vô thức và tuyệt vọng chẳng còn thiết tha gì về cuộc sống này nữa. Nhân lúc không ai để ý cậu đã đổ máu của quái vật vào trong nồi canh,
đợi đến giờ ăn cơm cậu bước đến cạnh cô gái từng bảo vệ mình đổ hết bát canh ấy đi, sau đó quay lại và uống hết bát canh của mình rồi bước đi trong sự dằn vặt và đau đớn. Kết thúc bộ phim là cảnh tượng ngọn lửa bùng cháy cả ngôi trường và chính cậu cũng đã bị ngọn lửa ấy thiêu đốt thành tro. Cuối cùng thì người tốt hay người xấu đều bị chết sạch cả. Suy cho cùng nếu dồn người vào đường cùng sẽ có ngày họ phản kháng lại, kẻ bắt nạt rồi cũng sẽ nhận được quả báo mà thôi. Đừng để mình biến thành con quái vật trong mắt mọi người. Trước khi là quái vật thì quái vật vẫn là con người đó thôi.